nhà thờ được không? Dạ. Nhà thờ cũng được luôn. Được luôn. À. Dạ. 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 Đây đây, bác Hoa chụp đây nè. Đó. Bác là năm nào thì bác cũng đầu năm rồi bác lì xì cho mấy đứa cháu ở nhà. Mà con thì bác lâu gặp lâu đâu thì cái này coi như bác lì xì đầu bác năm. Bác qua đi chơi được rồi là vui rồi. À, thăm bà nội. Tại vì dịp này cũng bác thấy con như vậy là bác mừng rồi. Bây giờ con từ từ là con cứ theo cái thuốc men mà người ta cho con á, để con từ từ con ấy ra lại rồi con, nếu mà con được con đi làm rồi con có tiền nhiều rồi con mua xe hơi phải đốt xăng, nghĩa là con đốt cái đường một năm 1000 mấy á, nhưng mà mình lúc đó mình đi làm có tiền. Đi làm. Ủa sao thế, đường bắn tới ngành mấy lần mắt vậy? Ông phải đóng free slip với lại bảo hiểm nữa. Free slip á, phí 500. Ủa mỗi lần chích thuốc thì chích ở đâu? Ở phòng mạch? Bên hội bên đây nè. Dạ. Yeah. Tên thuốc là gì con nhớ tên không? Tên thuốc là Clostridium Respiratory Constant. Muốn con gây xuống không? Con nói lại bác nghe. Respiratory Constant, thuốc chích đó. Thuốc á. Chích 4 năm rồi. Vậy con cứ chích đều nha. Dạ. Mấy lại